Cảm ơn quý vị trở lại với bản tin VATV để tiếp tục. Với Phượng có mời quý vị theo dõi chương trình Hạnh phúc từ đầu do Hội Thánh Tinh lành Baptist Phục Hưng thực hiện. kính thưa quý khán thính giả của chương trình hạnh phúc từ đâu chúng ta đang ở trong thiết trời xe lạnh và chính thức bước vào mùa thu hoa kỳ đang chuẩn bị để đón những ngày lễ quan trọng một trong những ngày lễ quan trọng đó là lễ tạ ơn kính thưa quý khán thính giả Hôm nay chúng tôi có mời mục sư Trần Tấn Hoài Nhân, hiện ông đang hầu việc Chúa tại Hội Thánh Tinh Lành Báp Tích Phục Hưng Pontius Việt Di sẽ trình bày đôi điều về ý nghĩa thật của sự tạ ơn. Xin kính chào ông mục sư. Chào cô Phương Nguyên, xin kính chào quý khán giả của đài SPTN. Kính thưa mục sư, xin mục sư cho biết đôi điều về ngày lễ tạ ơn tại Hoa Kỳ. Theo một số tài liệu ghi lại, lịch sử của lễ tạ ơn gắn liền với cuộc phiêu lưu của những con người đầu tiên đặt chân lên mảnh đất của nước Mỹ ngày nay. Họ là những cơ đốc nhân đến từ Anh quốc bị bắt bớ vì tôn giáo và buộc phải rời khỏi quê hương để đi tìm một miền đất mới tự do thờ phượng Thượng Đế. Tháng 9 năm 1620, đoàn thủy thủ bao gồm 102 người đã căng bườm trên một chuyến tàu gọi là Mayflower rời Anh quốc đi đến vùng đất châu Mỹ xa xôi. Do bão tố và lạnh giá trên biển nhiều người trong số họ đã ngã bệnh và có một số người đã chết trong cuộc hành trình vài tháng sau đó những người này đặt chân tới châu mỹ và bắt đầu khám phá vùng đất mới việc định cư của họ bị cản trở nghiêm trọng bởi tuyết rơi dày và cái rét nơi đây mùa đông năm ấy gần một nửa số thành viên đã chết vì thời tiết quá khắc nghiệt một nỗi lo khác của những người này chính là những người dân bản địa đang sống tại khu vực này nhưng mà thật bất ngờ những thổ dân đã chủ động đến chào đón và ngỏ ý muốn chung sống hòa bình. Thổ dân dạy người da trắng lấy nhựa trồng trọt và sống sót trên mảnh đất này. Cuối cùng, những người hành hương từ Anh Quốc đã có một vụ mùa bội thu và tích trữ đủ thức ăn qua mùa đông. Tháng Tư họ cùng nhau trồng bắp dưới sự chỉ dẫn của một người da đỏ tên là Swantrow. Những luống bắp này quyết định sự sống còn của họ trong mùa đông sắp tới. Họ vui mừng vì mùa xuân và mùa hè năm 1621 thật quá tuyệt đẹp, bắp lên tươi tốt, hứa hẹn một vụ mùa no nê như lòng họ mơ ước. Mùa đông lại về, nhưng bây giờ không còn là một đe dọa nữa. Mùa màng đã gặt hái xong, họ có dư thực phẩm để sống qua những ngày mùa đông giá rét. Họ quyết định tổ chức một hội ngày mùa để tạ ơn Thượng Đế cho họ sống sót qua mùa đông đầu tiên. Đó là lễ tạ ơn đầu tiên trên đất Mỹ. Ngày tháng chính thức không được chép lại, chỉ biết là đầu tháng 11 năm 1621. Mãi đến năm 1863, Tổng thống Abraham Lincoln nhận thấy chiến tranh đã kết thúc nên chỉ định ngày thứ năm cuối cùng của tháng 11 làm ngày lễ tạ ơn cho toàn quốc. Rồi trong khoảng thời gian từ năm 1939 đến năm 1941, Tổng thống Franklin Roosevelt chỉ định ngày thứ năm của tuần lễ thứ ba trong tháng 11 làm lễ tạ ơn thay vì thứ năm của tuần lễ thứ tư. Nhưng lần này Roosevelt bị các thương gia và các đảng viên Cộng hòa chống đối dữ dội cho rằng tổng thống đã đi ngược lại với truyền thống cũ. Hai năm sau, tổng thống Roosevelt rút lại quyết định và đặt ngày thứ năm của tuần lễ thứ tư tháng 11 làm ngày lễ tạ ơn cho toàn quốc mãi cho đến ngày hôm nay. Xin cảm ơn ông. Kinh thánh có nói gì về tạ ơn thượng đế không thưa ông mục sư? Xin mời ông. Cảm ơn cô Phương Nguyên đã nêu câu hỏi. Có rất nhiều câu nói tạ ơn trong Kinh Thánh, ví dụ như là trong sự ký nhất chương 16 câu số 34, hãy cảm tạ Đức giê va vì Ngài nhân từ, sự thương xót Ngài còn đến đời đời. Và trong Thi Thiên chương 136 câu số 26, hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các từng trời vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Trong thời Cựu Ước, khi mà dân sự của Chúa muốn bày tỏ thái độ ngợi khen, tôn thờ Chúa, họ dân của lễ thiêu. Ví dụ như trong trường hợp của Noe, sau khi hết nước lục, ông ra khỏi tàu và ông lập một bàn thờ cho Chúa và ông dân của lễ thiêu như là một sự cảm tạ Chúa đã cứu gia đình ông và một sự ngợi khen vì sự nhân từ của Ngài. Trong sách các vua nhất chương 8 có đề cập đến vua Salamon dân của lễ trong đó có của lễ thiêu trong ngày Thánh thành đền thờ. Của lễ này như là một hành động tạ ơn vì Jehovah đã ở cùng trong sự xây cất và nay dân đền thờ này trong tay Ngài. Trong tân ước có ghi lại câu chuyện của 10 người phung. Xin chúng ta nghe câu chuyện đó. Câu chuyện của 10 người phung. Đức Chúa Giêsu đương lên thành Jerusalem, trải qua bờ cõi của Samire và Galile. Nhằm khi vào làng, có người phung đến đón rước Ngài. Đứng đằng xa lên tiếng rằng, Lạy Giêsu, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng. Khi thầy thấy họ liền phán rằng, hãy đi, tỏ mình cùng thầy tế lễ. Họ đương đi thì phun lành hết thảy. Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời. Lại đến sắp mặt xuống đất, nơi chân Đức Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài. Và người đó là người Samari. Đức Chúa Giêsu bèn cất tiếng phán rằng, không phải 10 người đều được sạch cả sao? Còn chính người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại quốc này trở lại khen ngợi Đức Chúa Trời ư? Ngài lại phán rằng: "Đứng dậy đi, Đức tin ngươi đã cứu ngươi." Trước khi chấm dứt chương trình, mục sư có thể cho biết đối với người tin Chúa thì làm gì để có thể tạ ơn thượng đế? Xin mời ông. Đối với một số dân tộc trên thế giới Hành động biểu hiện thái độ biết ơn rất là khác nhau. Có nơi thì giết trâu bò tế thần linh để cảm tạ về mùa màng, có nơi thì lập đàn cúng bái. Đối với người Việt đa phần là Phật giáo, hành động thông thường là bố thí, sống chia sẻ với người nghèo, cúng dường tam bảo như là để đáp lại lời cầu nguyện của mình. Còn đối với người theo Chúa thì có nhiều cách để tạ ơn. Tôi xin được liệt kê 3 cách. Người tin Chúa tạ ơn Chúa vì Chúa đã cứu mình và giúp mình làm con cái của Chúa bằng cách dân đời sống mình làm một của lễ cho Chúa. Ở trong Roma chương số 12 có chép rằng vậy hỡi anh em tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dân thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em Sống làm sáng danh Chúa trong gia đình, cộng đồng, xã hội Là cách bày tỏ ơn Ngài ban cho chúng ta Điều thứ hai là tích cực thờ phượng Thượng Đế và hầu việc Ngài. Nhà cải chánh tinh lành Martin Luther có nói, Đức Chúa Trời cứu tôi nên tôi hầu việc Ngài. Trong Hebrew chương 12 câu số 28, như vậy vì chúng ta có phần trong một nước không hay xuống động, nên hãy cảm ơn hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài. Chúa đã mang con dân Chúa vào vương quốc của Ngài, một vương quốc không hay húng rực, rất... Chúa đã mang con dân Chúa vào vương quốc của Ngài, một vương quốc không hay rúng động. Nên Chúa nhắc con dân Ngài hãy lấy lòng kính sợ Chúa trong sự hầu việc Ngài cách tôn kính. Điều sau cùng là khắc ghi sự tri ân đó mãi trong lòng. Nhiều khi con dân Chúa thấy cuộc đời mình từ khi tin Chúa khá giả hơn, con cái ngoan ngoãn hơn, bình an hơn, thì đâm ra nghĩ rằng đó là do bàn tay của mình làm ra, hoặc là do những cơ hội tình cờ đến giống như là thời thế tạo anh hùng. Đó không phải là thái độ chân thật của người theo Chúa. Người theo Chúa phải luôn ý thức rằng mọi thứ mình gặt hái được. Người theo Chúa phải luôn ý thức rằng mọi thứ mình gặt hái được chính là do sự ban cho của Đức Chúa Trời. Phải có tâm tình rằng ngoài Chúa ra con không làm chi được. Nếu Chúa không cho sức khỏe, nếu Chúa không cho cơ hội thì giàu có nỗ lực đến đâu, giỏi giang đến đâu cũng chỉ như là đựng tiền công trong túi lũng luôn khắc ghi lời Chúa trong Thê-xô-ri-đi-ca nhất đoạn 5 câu số 18. Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Thưa quý khán thính giả, vì thời gian phát hình có giới hạn nên chúng tôi xin tạm dứt chương trình tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin kính chúc quý vị có cuộc sống dồi dào sức khỏe, vui thỏa, bình an. Xin chào. kính thưa quý vị bản tin vatv do sbtn washington dc thực hiện đến đây xin tạm ngưng. kính chúc quý vị có một tuần hạnh phúc bên người có một cuối tuần chứ